Ủa thầy ơi, giờ em hát luôn hả thầy? Ok, các bạn thấy Vân chưa? Dạ thấy rồi thầy. Ok, sao Phát nói nhỏ vậy Phát? Thấy bạn thì phải hào hứng lên chứ. Thầy ơi, chắc cho bạn trong học trước, tại nhà em có người kêu để em xuống liền, tại có em bé ở dưới một cái. Ok. Đây Ngọc ơi, Ngọc lên sóng trước Ngọc. Dạ, em đây ạ. Đây, Ngọc có bật cam không? Dạ không thầy, em thử hát thôi không. Ok. Ok, em sẽ hát. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Châu Ngọc. Thì nhân dịp hôm nay là một ngày đầu tháng, cũng như là một ngày đầu tuần, thì mình muốn hát tặng cho mọi người một bài hát mà có thể lan tỏa được cái sự năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Bởi vì nếu chúng ta tích cực thì chúng ta làm việc gì chúng ta cũng sẽ thấy hiệu quả hết. Ok, mình sẽ hát luôn. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say lên chín tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, mà sao con tim em đâu cần nghĩ suy. Đừng đem nhớ mong về người biết anh còn chờ đợi. Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi. Ngàn tia nắng anh ngần ngại, ánh dương màu mắt xanh ơi, ngỡ lấy ngàn giấc mơ còn trong lành. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say lên chín tầng trời mây, khóa xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Dạ em thấy xong rồi. Xin lỗi mọi người nếu như mà mình hát không quá hay, tại vì mình bị run quá. Ok, ok, thấy hy vọng rằng buổi sau em sẽ có kinh nghiệm và ít run hơn. Em tiếp tục lên sóng như Ngọc. Em hát rất là hay rồi, cảm ơn em. Dạ không, thầy ơi, em không muốn lên sóng nữa. Dạ, em sẽ cố gắng đi học sớm và đúng giờ để không phải lên sóng nữa. Ok, hôm trước là thầy có hỏi là sử dụng lý thuyết điều kiện cổ điển của Pavlov để thay đổi hành vi đi học đúng giờ. Thì có bạn đã đưa ra một cái gợi ý cho thầy như này ạ. Đó là như nào Ngọc không? Biết không? Đó là để áp dụng lý thuyết điều kiện cổ điển thay đổi hành vi đi học đúng giờ, thầy chỉ cần làm cái giải pháp là đi học trễ, không được hát. Thế là các bạn đi học sớm. À, tức là trừng phạt em, đi học trễ không được hát. Thầy nghĩ đối với em là hình phạt đó là phù hợp đó. Nha. Yeah. Cho nên là thầy phải áp dụng khen thưởng. Đi học trễ được hát. Cảm ơn Ngọc. Bây giờ chúng ta đến phần trình bày thứ hai của bạn Thanh Vân. Vân vừa vào chưa em? Dạ em vào rồi thầy. Ok. Dạ thưa thầy, là em sẽ xin hát bài Duyên Phận theo bản Long đề nghị từ lúc đầu. Ok, cảm ơn em. Là bản Long đâu em không biết. Bạn Long chắc đi ăn sáng em ạ. Sao bạn? Mình sẽ hát bài Duyên Phận cho bạn. Còn làm con gái chưa một lời yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như song song đường dài. Cảnh nhà leo đơn, mày em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhỏ. Thầy mẹ thương em, nhớ
tìm người dễ riêng, lòng thầm bóng em đâu bên trôi một bóng thuyền, lứa đôi tình duyên còn chưa lưu linh, chờ người ta đến em không sao bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn, nóng sâu thì sống làm sao mà trông, chưa đổ bến ít tay nào đụng trông. Xin lỗi mọi người, em hát quá dở. À, Long thấy duyên phận thế nào Long ơi? Cảm ơn phần trình bày của Thanh Vân. Dạ là bạn hát rất là nội lực thầy ơi, rất là cố gắng rồi bạn truyền cảm đến thầy. Và em thấy chính xác là duyên phận chưa? Dạ khá là duyên phận. Khá là duyên phận ha. Là có duyên mà cả có phận luôn đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. Phương Huyền muốn phát biểu điều gì ở Huyền hay là muốn hát Huyền ơi? Dạ thôi thầy. À em muốn hỏi thầy về cái bài trắc nghiệm ở trên LMS thầy. Thầy có sửa luôn không hay là buổi khác mình sửa thầy? Cho thầy hỏi là có bao nhiêu bạn làm bài trắc nghiệm đó rồi, các bạn giơ tay dùm thầy đi ạ. Huyền ơi em đến với thầy bao nhiêu bạn rồi Huyền? Em đếm được 8 người thế ạ. Dạ, vậy là chưa được quá bán rồi. Có 8 người còn lại 20 mấy người ngồi ngó không được. Cho nên là thầy bảo hôm nào mà chúng ta từ giờ đến buổi cuối, hôm nào mà đã được quá bán rồi nhá thì mình sẽ sửa. Rồi, nếu buổi sau các bạn làm thì mình sửa luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn hai ca sĩ đã xuất hiện, mang lại một cảm xúc rất là tích cực. À, cảm ơn hai ca sĩ. Hy vọng rằng buổi sau chúng ta tiếp tục phát huy nhé. Buổi sau thì hình phạt cho những người đi trễ là không được hát. Sau đó nếu như mà Ngọc mà đi sớm thầy sẽ thưởng cho em sẽ được lên 6 nhá. Yeah. Thầy hy vọng là buổi sau em sẽ không đi trễ mà em sẽ đi sớm để được thưởng. Vân cũng vậy em à, thừa thắng xông lên, thầy nghĩ là duyên phận rất là thú vị, em mang lại một động lực rất là tích cực cho lớp. Sau đó nếu buổi sau mà em tiếp tục ha, cả lớp sẽ rất chào đón em. Và nếu như buổi sau mà Vân muốn Long cũng thể hiện bài duyên phận thì thầy thấy là thật là vinh dự cho Long đấy hả Long? Tuần sau Long có muốn lên sóng không Long? Long ơi. Dạ ok thầy, tuần sau em sẽ lên sóng. Ồ, vậy thầy sẽ ghi chú Long thế. Rồi. Cảm ơn Long. Cảm ơn Vân, em đã truyền cảm hứng cho lớp trưởng nha. Yeah. Hôm nay là thấy Vân lên sóng là Long có động lực đó. À, thầy mời nhóm trình bày ạ. À. Alo Minh ơi, em có đây chưa Minh? Dạ rồi ạ, à. Em sẵn sàng. Rồi, vậy thì mời nhóm em lên sóng ạ.
Xin chào thầy và các bạn. Mình xin phép được thuyết trình buổi hôm nay. Nhóm tụi mình sẽ mở camera lên để bắt đầu thuyết trình. Ủa Châu ơi, hình như mày chưa mở camera lên đó Châu ơi. Mày mở camera chưa? Ủa sao Châu chưa mở cam vậy ta? Hay là Châu chưa chuẩn bị xong? Ủa hình như nó bị lắc hay sao á? Ủa gì nó đang bị lắc hả mày? Tao cũng nghĩ nó bị lắc hả? Đợi xíu coi. Nó mở rồi kìa. Ê nó vô rồi nè. Thì như các bạn đã thấy, thông qua cái hành vi mở cam của Châu, chúng ta có thể thấy rằng khi đối mặt với một hành vi của một người nào đó, chúng ta thường cố gắng giải thích hành vi của họ thông qua các yếu tố bên ngoài hoặc yếu tố bên trong. Để tìm hiểu rõ hơn về điều này, mình mời thầy và các bạn theo dõi bài thuyết trình hôm nay. À, Minh ơi, alo, Minh nghe được không em? Máy của Minh bị đứng rồi hả em? Alo Tiên ơi. Dạ em nghe rồi. Có phải là của Minh đường truyền bị trục trặc đúng không? Dạ em nghĩ vậy. Hay là chủ ý của bạn ấy nhỉ? Dạ em bị trục trặc thôi. Có nhiều bạn mình chưa vào lớp nên là cô thấy các bạn chưa bật camera lên, đề nghị các bạn vào bật camera lên ha. Còn bạn nào tắt camera thì cô mời bạn đó ra khỏi lớp. Alo cô giáo Vân nghe được không? Cô Thanh Vân đã vào lớp chưa? Còn nếu không thì cô mời. Thầy, tụi em bắt đầu thuyết trình nha thầy. Dạ, yeah, ok. Dạ, nhóm tụi em là gồm có 6 thành viên: Vĩ Hào, Đức Minh, Mỹ Duyên, Tiến Hưng, Thủy Tiên và Minh Châu. Hôm nay tụi em sẽ thuyết trình về mối quan hệ giữa nhận thức và ra quyết định cá nhân. Thì trong bài học hôm nay sẽ có hai phần chính, đó là nhận thức và nhận thức con người đánh giá về những người khác. Gồm có 3 mục nhỏ nữa, đó là lý thuyết, quy kết, lối tắt trong việc đánh giá người khác và ứng dụng lối tắt trong tổ chức. Thì mình xin mời bạn Hưng trình bày mục đầu tiên. Đầu tiên đến với bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhận thức. Đầu tiên khái niệm thì nhận thức là một quá trình mà con người sử dụng để tiếp nhận, tổ chức và giải thích các thông tin từ môi trường. Từ quá trình này thì cá nhân sẽ tự sắp xếp và diễn giải những ấn tượng, cảm giác của mình để tìm hiểu về môi trường xung quanh. Để dễ hình dung thì chúng ta sẽ có 2 ví dụ về nhận thức.
thì ví dụ đầu tiên thì là tiền, thì đây là một phương tiện dùng để mua bán trao đổi các hàng hóa dịch vụ và mà chúng ta sử dụng để phục vụ cuộc sống. Thì nhận thức được vai trò quan trọng của tiền mà do đó người ta phải cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền, hoặc là thậm chí có một số người còn bất chấp đạo đức và pháp luật để kiếm tiền, như là buôn bán hàng cấm hoặc là cho vay nặng lãi. Ví dụ thứ hai là pháp luật, thì đây là công cụ mà để nhà nước quản lý được xã hội và mọi người dân thì sẽ nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật. Nếu vi phạm thì có thể sẽ bị nhà nước trừng phạt, do vậy nên người dân sẽ luôn sống và làm việc tuân theo pháp luật nhà nước. Alo, cho thầy hỏi, các bạn chưa chiếu màn hình đúng không? Chưa chia sẻ màn hình? Dạ, chia sẻ rồi. Dạ, 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 dạ. Có chia sẻ chưa các bạn? Dạ rồi, thầy, em thấy màn hình mấy bạn này. Xin lỗi, ok, ok. Thầy thấy rồi, cảm ơn, xin lỗi các bạn. Vừa rồi thầy cho bạn Vân, bạn ấy xuất hiện chùm màn hình, thì nghe là cô giáo Vân xuất hiện, thầy thấy rồi, cảm ơn các bạn. Mời Hùng tiếp tục em ơi. Thì sau khi các bạn đã nghe bạn Hưng trình bày về phần nhận thức, mình có một câu hỏi sau dành cho các bạn. Các bạn có thể cho mình một câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam ví dụ về quá trình nhận thức không? Mình lấy ví dụ đó là câu thầy bói xem voi. Các bạn có thể gõ vào box chat nha. Mình thấy có câu trả lời của bạn Thái Thanh: học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì bạn có thể giải thích tại sao câu này bạn nghĩ nó là nói về quá trình nhận thức không? Alo, bạn nghe mình không? À, mình nghe rồi. Mình nghĩ là quá trình nhận thức của một người thì nó có nhiều giai đoạn. Thì trước khi mà mình muốn thành thạo một cái gì đó thì mình phải biết những cái lý thuyết căn bản. Ví dụ như một đứa trẻ khi mà nó muốn bắt chước hành động của người lớn thì nó phải xem người đó là như thế nào, rồi nó dần dần áp dụng nó trong cuộc sống, rồi nó mới thực hiện cái hành vi ở trong cuộc sống của nó luôn. Thì mình nghĩ đó là một cái quá trình nhận thức. Đúng rồi. Mình đồng ý với câu trả lời của bạn. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Và thôi bây giờ mình tiếp tục phần tiếp theo ha. Tại sao nhận thức quan trọng đối với hành vi tổ chức? Mời bạn Hưng tiếp tục trình bày. Vậy tại sao nhận thức lại quan trọng với hành vi tổ chức? Thì hành vi tổ chức con người thì dựa trên nhận thức của họ về sự thật là gì, chứ không phải là chỉ dựa trên sự thật đó. Và thứ hai là thế giới như chúng ta nhận thức là một thế giới quan trọng về cách ứng xử. Phần tiếp theo là quá trình nhận thức. Thế giới khách quan, môi trường làm việc thì phát ra các tín hiệu, con người quan sát và
nhận các tín hiệu đó thông qua các giác quan tạo cho họ những cảm giác về môi trường. Từ những cảm giác này thì con người chỉ chú ý và lựa chọn một số tín hiệu nào đó và hình thành nhận thức của họ về thế giới khách quan. Nhận thức này thì được phản ánh ra gọi là thế giới được nhận thức. Khi đó thế giới được nhận thức thì thường không giống với thế giới khách quan tự nó. Do sự chú ý của mỗi cá nhân về thế giới khách quan là khác nhau nên thế giới được nhận thức của mỗi con người thì cũng có thể là khác nhau. Con người thì thường có xu hướng nhìn thế giới như con người muốn nhận thức về nó, có nghĩa là chúng ta thì không nhìn thấy thế giới khách quan mà là chúng ta diễn đạt cái mà chúng ta nhận thức về thế giới đó gọi là thực tế. Nhận thức nào thì cũng đều có một cái gì đó chính yếu nổi bật lên, còn tất cả những cái còn lại thì được phản ánh ít rõ nét hơn hoặc là hoàn toàn không được để ý tới. Phần tiếp theo là các nhân tố ảnh hưởng tới nhận thức. Đầu tiên là các nhân tố từ chính bản thân chúng ta. Khi con người nhìn được một đối tượng hoặc là diễn đạt cái mà anh ta thấy thì sự diễn đạt đó sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh bởi những đặc tính cá nhân của người đó. Đặc tính cá nhân ảnh hưởng rất mạnh đến nhận thức là thái độ, động cơ, lợi ích, kiến thức, kinh nghiệm hoặc là những mong đợi của con người. Thứ hai là các yếu tố ảnh hưởng đến các yếu tố về đối tượng nhận thức. Những đặc tính của đối tượng nhận thức chi phối đến thì đều được nhận thức. Một người hay ồn ào thì dường như sẽ được chú ý hơn trong nhóm hơn là những người khác. Cử chỉ, giọng nói, dáng dấp hoặc đặc điểm khác của đối tượng nhận thức thì sẽ hình thành cách mà mọi người thấy nó. Do đối tượng không được nhìn một cách cô lập, quan hệ của đối tượng với nền của nó ảnh hưởng tới nhận thức. Cách mà con người nhìn là phụ thuộc vào cách mà con người phân chia các hình ảnh, hình dáng từ nền của nó. Con người thì có xu hướng nhóm những cái giống nhau hoặc tương tự nhau thành một nhóm. Với mức độ tương tự càng lớn thì càng dễ có khả năng là con người sẽ hướng tới nhận thức nó như là một nhóm. Đối tượng là gần nhau với nhau thì sẽ có xu hướng được nhận thức thành cùng một đám hơn là từng phần riêng biệt. Ví dụ như là những người lao động trong cùng một đơn vị thì thường được xem là một nhóm. Nếu trong đơn vị có hai người đột nhiên xin chuyển công tác thì chúng ta có xu hướng nhìn họ là có những đặc điểm giống nhau mà thực chất thì họ không giống nhau. Thứ ba là các yếu tố về tình huống. Bối cảnh trong đó con người nhìn các đối tượng hoặc sự kiện thì là rất quan trọng. Những yếu tố về môi trường thì ảnh hưởng quan trọng đến nhận thức của chúng ta. Bạn sẽ không chú ý đến một cô gái trang điểm đậm hoặc mặc váy rất ngắn tại một sàn nhảy. Xong vẫn là cô gái đó thì khi ở lớp học thì sẽ tạo ra một chú ý đặc biệt hơn. Trong trường hợp này thì người nhận thức và đối tượng nhận thức là không đổi, song nhận thức là rất khác nhau. Tiếp theo bài thuyết trình thì xin mời bạn Minh. Mình xin tiếp theo phần 2, nhận thức về con người, đánh giá về người khác. 2.1 lý thuyết quy kết, 2.2 ứng dụng chung để đánh giá, đối tác chung để đánh giá người khác. 2.3 ứng dụng đối tác trong tổ chức. Và mình xin trình bày phần 2.1 lý thuyết quy kết. Thì như chúng ta cũng biết, nhận thức của chúng ta về con người là khác với nhận thức của chúng ta về đồ vật, vì chúng ta thực hiện sự quy kết hay còn gọi là suy diễn về hoạt động của con người. Chúng ta không thực hiện cái sự suy diễn đó đối với đồ vật, tại vì đồ vật phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên. Chúng không có niềm tin, không có động cơ hay dự định. Nếu mà có một sự bất đồng trong nhận thức đồ vật, người ta sẽ đi đến điểm đến thống nhất bằng cách đo lường. Nhưng nhận thức của con người á thì phức tạp hơn. Tại vì chúng ta quan sát con người, chúng ta cố gắng giải thích tại sao họ lại cư xử theo những cách đó. Vì thế nhận thức và phán quyết của chúng ta về hành động của con người sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các giả thuyết mà chúng ta đưa ra về tình trạng bên trong hoặc là bên ngoài của con người.
thì lý thuyết vi kết được đưa ra để phát triển những giải thích về việc chúng ta phán quyết con người một cách nào đó như thế nào dựa trên ý nghĩa, dựa trên ý nghĩa mà chúng ta quy cho hành động đó. Thì lý thuyết vi kết cho rằng khi quan sát hành vi của một con người, chúng ta cố gắng giải thích hành vi của họ xuất phát từ bên ngoài hay là bên trong. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích thế nào là bên ngoài, thế nào là bên trong. Bên ngoài, Châu ơi, bạn quay lại cái slide trước đi. Trước hết là bên ngoài, nguyên nhân, những nguyên nhân ở bên ngoài là những nguyên nhân mà là kết quả từ những áp lực bên ngoài. Con người bị ép buộc, bị gò bó vào các ứng xử tùy theo tình huống. Còn các nguyên nhân bên trong là những nguyên nhân là những nguyên nhân mà cá nhân đó có thể kiểm soát. Ví dụ nha, một người thường đi làm trễ, và lý do họ đi làm trễ là do họ thức khuya, thì điều này là do các nguyên nhân bên trong. Còn nếu mà cũng một người đi làm trễ nhưng mà là do kẹt xe thì mình sẽ quy cho các lý do bên ngoài. Để xác định cái sự xác định phụ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là sự riêng biệt, thứ hai là sự nhất trí, thứ ba là sự nhất quán. Về sự riêng biệt, distinctiveness, đề cập tới cái việc một hành vi, các hành vi của con người có khác nhau hay không trong những tình huống khác nhau. Nếu chúng ta muốn biết hành vi của cá nhân là thường xuyên hay không thường xuyên, nếu mà là thường xuyên thì mình sẽ cho đó là nguyên nhân từ ở bên. Nếu mà không thường xuyên đó nha thì mình sẽ cho nguyên nhân đó là từ bên ngoài. Còn nếu mà là nếu hành vi không phải mà là cá biệt á, thì mình sẽ cho đó là từ các yếu tố bên trong. Vì thứ hai là sự nhất trí. Với tất cả mọi người, sự nhất trí á, là nếu mà tất cả mọi người trong những tình huống khác nhau đều phản ứng cùng một cách giống nhau thì gọi là sự nhất trí. Ví dụ như hành vi của một, ví dụ như một người đi trễ, ví dụ như là mọi người ai cũng đi trễ hết thì đó là có sự nhất trí cao. Nhưng mà nếu trong một lớp chỉ có một người đi trễ thôi thì đó là nhất trí thấp. Thứ ba là sự nhất quán, consistency. Sự nhất quán thì nó đề cập tới việc một người có hành động cùng một cách giống nhau đối với tại mọi thời điểm hay không. Ví dụ nè, có hai người cùng đi trễ, một người thì người ta thấy là anh ta luôn đi trễ thì đó là có sự nhất quán cao. Và nếu mà có sự nhất quán cao thì mình sẽ nói là nó xuất phát từ các nguyên nhân bên trong. Còn nếu mà một người lâu lâu mới đi trễ thì đó là hành có sự nhất quán thấp và đó là do các nguyên nhân bên ngoài. Thì qua slide tiếp theo, đây là tổng hợp tóm tắt về cái thuyết quy kết. Thì khi quan sát hành vi của một cá nhân, chúng ta dựa trên ba cái yếu tố là sự riêng biệt, sự nhất trí, sự nhất quán. Nếu sự riêng biệt cao thì đó là do nguyên nhân bên ngoài, nếu sự riêng biệt thấp thì do nguyên nhân bên trong. Và tương tự với sự nhất trí, sự nhất quán. Để dễ hiểu hơn thì mình mời bạn Tiên sẽ cho các bạn một ví dụ như sau. Ví dụ như là trong tiết học môn lịch sử đảng
thì chỉ có bạn A là cúp tiếp môn đó, và không phải chỉ cúp tiếp một lần mà bạn A đã cúp tiếp rất là nhiều lần rồi. Thì và những môn khác bạn A cũng cúp tiếp như vậy, thì chúng ta có thể xem đây là do yếu tố bên trong, tại vì đó có thể là do bạn A lười học hoặc là không có thích đi học nữa cho nên là mới cúp tiếp. Thì trường hợp thứ hai đó là bạn B, thì bạn B và những người khác trong tiết lịch sử đảng đó cũng đều cúp tiết như nhau, và bạn B này cũng cúp tiết nhiều lần trong môn lịch sử đảng này, nhưng mà bạn B không cúp tiết những môn học khác, chỉ có cúp tiết môn lịch sử đảng thôi. Thì có thể đây là do yếu tố bên ngoài, là do giảng viên hay là do yếu tố nào đó của lớp học nên là bạn B mới cúp tiết môn lịch sử đảng. Thì chúng ta có thể xem xét trong lớp học mà chỉ có bạn A cúp tiết thì chúng ta sẽ coi đó là tính nhất trí thấp. Còn nếu mà bạn B và cả những bạn khác đều cùng cúp tiết thì đó có thể là tính nhất trí cao. Thì bạn A và bạn B đều cúp tiết nhiều lần trong môn học này thì đó là tính nhất quán cao. Và bạn A thì cúp tiết cả môn này và cả những môn khác thì tính riêng biệt thấp. Còn bạn B thì chỉ cúp tiết một môn học này thôi thì ta có thể xem đó là tính riêng biệt cao hơn. Cảm ơn bạn Tiên vì ví dụ hồi nãy. Và bây giờ mình xin nói tiếp về lỗi và sai lệch trong quy kết. Thì thứ quy kết quan trọng bởi vì những diễn đạt, các hành động của một cá nhân sẽ góp phần vào phản ứng của cá nhân đó đối với hành động, và các dạng hành động chính là cơ sở để dự đoán các sự kiện tương lai. Chúng ta tìm kiếm ý nghĩa trong hành vi của những người khác, nhưng mà thật không may là những lý do tại sao con người hành cư xử như vậy là rất phức tạp. Chúng ta cố gắng quy kết nguyên nhân, nhưng mà cái sự quy kết chỉ đơn giản trên những cái mà mình thấy. Điều đó dẫn đến sự sai lệch trong phán quyết của chúng ta về những người khác trong tổ chức. Thì có một cái sai lệch rất phổ biến đó là thiên kiến tự đề cao. Cái này có thể tạm dịch từ chữ self-serving bias, là xu hướng cá nhân sẽ quy kết cái hành động của các thành công của họ do các yếu tố bên trong và đổ thừa các thất bại do các yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là khi bạn làm bài kiểm tra được điểm tốt thì bạn nghĩ là đó là do bạn thông minh, do bạn có thói quen học tập tốt. Nhưng mà khi bạn được điểm xấu thì bạn đổ thừa do giảng viên hoặc là do mình không may. Thì tiếp theo là phần lối tắt để đánh giá người khác. Mình mời bạn Duyên trình bày. Bị đưa ra đánh giá đúng với người khác là một việc rất khó khăn. Trên thực tế, cái cá nhân thường sử dụng những lối tắt để đánh giá. Có những lối tắt có giá trị sẽ cho phép chúng ta nhanh chóng có những nhận thức chính xác và cung cấp những dữ kiện có giá trị cho việc đưa ra gì đó. Tuy nhiên, cũng có những lối tắt có thể dẫn đến những méo mó trong đánh giá. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một số lối tắt phổ biến khi đánh giá người khác. Thứ nhất là nhận thức có chọn lọc. Thì nhận thức có chọn lọc là khuynh hướng xác định các vấn đề dựa trên niềm tin, hệ thống giá trị hay nhu cầu của riêng mình. Các thông tin làm cho chúng ta không thoải mái thì sẽ được bỏ qua và chỉ lưu lại những thông tin nào tạo nên thuận lợi cho mình. Các cá nhân không thể nhận thức được tất cả những gì mà họ quan sát, vì vậy họ tiến hành nhận thức theo độ chọn lọc. Họ phân chúng thành những mẫu và miếng nhỏ. Những mẫu và miếng nhỏ này không được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, thay vào đó chúng được lựa chọn dựa vào lợi ích, quá trình, kinh nghiệm và thái độ của người quan sát. Nhận thức mang tính chọn lọc cho phép chúng ta. Nhận thức mang tính chọn lọc cho phép chúng ta nhanh chóng xét đoán người khác, nhưng không phải là không có rủi ro và có thể cho chúng ta một bức tranh không xác định. Do chúng ta chỉ nhìn thấy những điều mà chúng ta muốn thấy, chúng ta sẽ rút ra được những kết luận thiếu chính xác từ những tình huống phức tạp. Mình có cho một ví dụ để hỏi một giảng viên môn học nào là quan trọng trong chương trình học,
thì câu trả lời sẽ là tùy thuộc vào mỗi giảng viên. Chủ yếu ở đây là giảng viên đó dạy môn gì. Trường hợp giảng viên này dạy môn triết học thì giảng viên sẽ cho rằng môn triết học rất quan trọng. Bởi vì giảng viên đó dạy môn gì thì gần như là cho môn đó là quan trọng nhất. Một ví dụ khác là nếu khách hàng có ý định mua một chiếc máy ảnh, anh ta sẽ quan tâm đến những nhãn hiệu nổi tiếng như là Nikon, Canon, có thể sẽ bỏ qua những chương trình quảng cáo về những nhãn hiệu chưa có danh tiếng. Tiếp theo thì mời các bạn xem một video về ví dụ của nhận thức chọn lọc. Thì xin lỗi là do bạn Châu bị lắc nên mình xin chiếu tiếp. Mình xin lỗi, mình chưa bật tiếng. Thì sau khi xem video mọi người có hiểu được gì không? Nhắn tin trong bất giác đi. Bạn Nhân Nghĩa và bạn Phương Huyền vẫn chưa hiểu rõ lắm thì mình xin phép được giải thích cụ thể thêm để cho mọi người hiểu. Đó chính là nhân vật cô gái này tên là Chen. Thì cô ấy là một vận động viên rất là thích tập thể dục và chạy bộ. Cô ấy thường dành 2 giờ mỗi ngày để tập thể dục và cũng rất là chăm chỉ để ăn những cái món ăn rất là healthy và lành mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì Chen cũng rất là thích hút thuốc. Thì nhưng mà cô ta lại
nghĩ rằng sức khỏe của cô ấy sẽ không thể bị hại bởi hút thuốc lá, bởi vì cô ta nghĩ chỉ cần tập thể dục hay là ăn uống lành mạnh thì hút thuốc lá sẽ không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Một hôm Jen bắt gặp được hai quyển sách, đó chính là một quyển về hướng dẫn về tập thể dục và một quyển thì nói về tác hại của việc hút thuốc lá. Nhưng lúc này Jen chỉ đang chú ý vào việc tập thể dục của mình thôi, cho nên là những gì mà liên quan tới việc hút thuốc lá thì Jen lại cảm thấy không thích và không cảm thấy hứng thú với điều đó, cho nên là Jen đã bỏ qua điều đó và chỉ sau đó thì Jen đã lên web để tìm hiểu về quyển sách tập thể dục. Thì từ việc này chúng ta có thể thấy được là Jen đang có nhận thức chọn lọc về việc chọn quyển sách tập thể dục, tức là Jen chỉ chú tâm vô việc tập thể dục và không để ý đến những tác hại của việc hút thuốc lá. Thì đó là nội dung của video, đó là một ví dụ cụ thể về nhận thức chọn lọc. Có lẽ là mọi người đã hiểu rồi. Mình xin phép được thuyết trình phần tiếp theo. Kế tiếp đó là một video để test mọi người về nhận thức chọn lọc. Thì video này sẽ có hai đội truyền bóng, thì trong đó là có một team áo trắng nè, thì tụi mình sẽ đếm số lần truyền bóng của team áo trắng này là bao nhiêu lần. Xin mời mọi người xem video này. Sau khi xem video thì các bạn có bạn nào đã đếm được số lần của đội áo trắng ném được bao nhiêu quả bóng không? Còn bạn nào có đáp án khác ngoài bạn Huyền là hai quả? Tại nãy giờ coi áo đen. Mình thấy có nhiều bạn là 16 và 15 quả. Thì đáp án của video này chính là 16 quả bóng. Cho mình hỏi là trong quá trình các bạn xem video thì các bạn có nhận thấy được những sự khác biệt nào xuất hiện trong video này không? Một điều gì đó bất thường khi mà trong quá trình ném bóng giữa hai đội đó. Thái Thanh, áo đen con khỉ là sao vậy Thanh? Là con khỉ mặc áo đen hả? Thế tôi là cái
cái cản trở của cái đội áo trắng và cái đội áo đen có lại khó coi thử. Vậy hồi nãy Thanh có đếm được số lần quả bóng của đội áo trắng là bao nhiêu quả không? Tôi không đếm được. À, nhưng mà bạn thấy là có con khỉ đi ngang vô đúng không? Ừ đúng rồi. À, vậy là trong cái video này thì á, mục đích của tụi mình đó chính là cho các bạn thấy được về nhận thức chọn lọc của mọi người. Thì tức là trong cái video này sẽ có hai điều khác thường, đó chính là con khỉ sẽ đi ngang vào giữa trận đấu. Bật lại cái khúc đó đi Châu. Bạn, các bạn coi lại nha. Đó, đó là khoảnh khắc mà con khỉ nó đi ngang qua trận đấu giữa hai người này. Và các bạn có để ý là trong tem này mới đầu là ba thành viên áo đen, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại hai, tức là cũng đã có một thành viên trong đội áo đen đã rời khỏi trận đấu ngay lúc mà con khỉ nó đi vào á, là một thành viên áo đen đã rời khỏi. Và cái màn ở đằng sau này ban đầu là màu đỏ và nó đã chuyển thành màu vàng cam. Thì theo nghiên cứu, theo khảo sát á, thì đa số là hơn một nửa những người xem video này sẽ không nhìn thấy được con khỉ đi ngang qua, hay là cô gái bước ra, hay là cái màn bị chuyển màu. Thì đó chính là bạn đang có nhận thức chọn lọc và bạn chỉ đang chú ý đến số lần quả bóng chuyền của đội trắng và sẽ không còn để ý đến những mọi thứ xung quanh diễn ra nữa. Nhưng mà bạn cũng không cần phải lo lắng điều này hay là buồn đâu. Tại vì cái điều này cũng là đa số mọi người sẽ có nhận thức chọn lọc như vậy, và bạn chỉ cần nâng cao nhận thức của mình hơn và khắc phục những hạn chế đó là được. Còn nếu mà bạn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh thì bạn đang có một cái nhìn rất là bao hàm và tổng quát. Mình xin mọi người tiếp tục bài thuyết trình. Tiếp theo sẽ đến hiệu ứng hậu quang. Mình có bị ổn không? Có nha. Hiệu ứng hậu quang xuất hiện khi một đặc trưng nào đó được sử dụng để hình thành một ấn tượng về một con người hay một dự cảm. Khi chúng ta ấn tượng về một cá nhân trên cơ sở một đặc điểm duy nhất có tính nổi trội như là thông minh, hòa đồng, ngoại hình, thì khi đó hiệu ứng hậu quang đang hoạt động. Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn, có một ứng viên ăn mặc lộn xộn ứng tuyển vào một vị trí nhân viên bán hàng. Có thể người ứng viên đó có thể bị người phỏng vấn coi là một người vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp, khả năng hạn chế, nhưng thực tế thì ứng viên đó lại là một người rất có trách nhiệm, rất chuyên nghiệp và rất có năng lực. Một đặc điểm đơn giản nhất là diện mạo của người ứng viên đó đã ngụy trị những đặc điểm khác trong nhận thức chung của người quản lý về cá nhân này. Là một nhà quản lý thì cần phải cẩn thận không đưa ra suy luận từ những manh mối nhỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến hiệu ứng tương phản. Thì hiệu ứng tương phản là cách chúng ta nhìn nhận, cảm nhận về sự việc khi đứng riêng và khi so sánh với những thứ khác. Ví dụ là trong một cuộc phỏng vấn thì một ứng viên có khả năng
nhận được sự đánh giá tốt hơn. Nếu trước đó có những ứng viên bình thường và ngược lại thì ứng viên đó sẽ nhận được sự đánh giá kém hơn. Nếu trước đó có những ứng viên xuất sắc. Tiếp theo thì mời các bạn xem video ví dụ về ứng viên bản. Có lẽ là giống lần nãy thì có thể mọi người vẫn chưa hiểu được video này, chắc là do rào cản về ngôn ngữ, cho nên là chắc mình sẽ giải thích video này cho các bạn hiểu. Đó chính là đầu tiên là bạn đó đi mua ô tô, thì nhân viên bán hàng cho bạn đó xem một chiếc xe rất là đắt tiền so với khoản tiền mà bạn đó đang có. Thì số tiền này cao hơn khoản tiền đó, cho nên là bạn đó yêu cầu nhân viên cho bạn đó xem một chiếc xe khác. Thì sau đó nhân viên cho bạn một chiếc xe cũng tương tự như vậy, cũng là đắt hơn giá tiền mà bạn đang có, nhưng mà chiếc xe này đang ở đang giảm giá và nó cũng rẻ hơn so với chiếc xe lúc đầu, nhưng mà vẫn mắc hơn số tiền mà bạn đó đang có. Nhưng bạn đó lại cảm thấy so với chiếc xe đầu tiên, bạn đó cảm thấy rất là thích chiếc xe này và thấy chiếc xe này tuyệt vời hơn chiếc xe đó, và bạn đó phải mua chiếc xe này nhanh tại vì nó đang giảm giá. Cho nên trong cái tình huống này, tức là nhân viên bán hàng đó đã sử dụng hiệu ứng tương phản giữa chiếc xe đầu tiên và chiếc xe thứ hai. Tức là trong trường hợp cùng một điều kiện là hai chiếc xe đều có giá cao hơn mức tiền mà mình đang có, thì với một chiếc xe không có giảm giá và một chiếc xe giảm giá thì tất nhiên là mình sẽ có xu hướng chọn chiếc xe giảm giá. Đó chính là hiệu ứng tương phản. Mình xin mời bạn Duyên trình bày tiếp. Nói tắt cuối cùng là sự đặc thương. Thì sự đặc thù xuất hiện khi một người nào đó được nhận dạng thuộc về một nhóm hay một thành phần, và sau đó thực hiện tính chất một cách đơn giản những thuộc tính của nhóm cho người đó. Ví dụ là mọi người đều cho rằng các nhân viên đã lập gia đình thì thường ổn định trong công việc hơn những nhân viên độc thân. Một ví dụ khác là nếu trước kia công ty của bạn đã tỷ một rồi tốt nghiệp từ trường đại học bách khoa, và cái nhân viên này làm việc rất là tốt luôn, thì trong quá trình tuyển dụng sau này, hội đồng tuyển dụng thường cho là những nhân viên tốt nghiệp từ trường bách khoa sẽ làm việc tốt với nhân viên đó. Do đó nếu độ đặc khu có sự khái quát khá cao trên cơ sở thực tế thì nó sẽ có cho việc đưa ra những đánh giá chính xác. Và ngược lại, tiếp theo thì mình sẽ mời phần thuyết trình của bạn. Phần tiếp theo là phần ứng dụng lối tắt trong tổ chức. Đầu tiên là phỏng vấn tuyển dụng. Những người phỏng vấn đưa ra những phán đoán cảm tính thường không chính xác,
Hầu hết người phỏng vấn rất ít thay đổi quyết định sau 4-5 phút, do chúng ta hình thành ấn tượng đầu tiên về người khác trong 1/10 giây dựa vào cái nhìn đầu tiên. Ví dụ nếu sau này các bạn có đi phỏng vấn xin việc làm thì cần ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng để tạo được ấn tượng tốt nhất đối với người phỏng vấn, thì như thế cơ hội việc làm sẽ cao hơn. Tiếp theo là phần kỳ vọng về hiệu suất. Mọi người cố gắng xác nhận nhận thức của họ về thực tế ngay cả khi những nhận thức này bị lỗi. Để lý giải về phần này là chúng ta sẽ tìm hiểu về hiệu ứng Bergmanian, là hiệu ứng để mô tả hành vi cá nhân được xác định bởi kỳ vọng của người khác. Phần này chúng mình sẽ nói sau. Ví dụ là nếu một nhà quản lý mong đợi những điều lớn lao từ nhân viên của mình, họ sẽ không làm anh ta thất vọng. Tương tự, nếu nhà quản lý mong đợi mọi người chỉ thực hiện ở mức tối thiểu, thì họ sẽ có xu hướng hành xử để đáp lại những kỳ vọng đó. Kết quả đó là những kỳ vọng trở thành hiện thực. Phần cuối cùng là phần đánh giá hiệu suất. Tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sự lựa chọn hành động. Việc thẩm định dựa trên nhận thức chủ quan của thẩm định viên. Đánh giá chủ quan dù rất cần thiết nhưng vẫn có sai sót. Sau đây mình xin giải thích phần hiệu ứng Bergmanian. Hiệu ứng này đã được chứng minh năm 1968. Hiệu ứng Bergmanian được xem như một bí quyết quan trọng trong giáo dục và quản lý nhân sự. Nếu giáo viên tin rằng một học sinh thông minh, họ sẽ thể hiện kỳ vọng của mình thông qua lời nói, hành động hay một cách vô thức thông qua ngôn ngữ cơ thể, theo cách khuyến khích học sinh đó đạt được sự đánh giá ban đầu của mình. Tương tự vậy, nếu nhà lãnh đạo thực sự tin rằng các nhân viên của mình có khả năng đóng góp cao, tích cực và hiệu quả trong công việc, thì bằng một cách ý thức hoặc vô thức, họ sẽ gửi những thông điệp truyền cảm hứng ảnh hưởng tích cực đến giúp tăng hiệu suất làm việc của nhân viên mình. Hiệu ứng Bergmanian hoạt động theo một cơ chế vòng tròn. Là chúng ta hình thành kỳ vọng. Những kỳ vọng này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thể hiện kỳ vọng như thế nào. Ví dụ như nhà lãnh đạo muốn nhân viên mình hoàn thành tốt công việc, thì đây nhà lãnh đạo sẽ tác động đến người được kỳ vọng là nhân viên. Từ đó người nhân viên sẽ điều chỉnh cư xử phù hợp với kỳ vọng mà nhà lãnh đạo đặt ra. Đó là nguyên nhân để người nhân viên hành động như kết quả mà người lãnh đạo mong đợi. Từ đó người nhân viên sẽ củng cố về kỳ vọng của nhà lãnh đạo. Như đó sẽ tiếp tục thành một cái cơ chế vòng tròn, làm cho nhà lãnh đạo kỳ vọng những cái mới. Rồi phần thuyết trình của nhóm mình đến đây xin hết. Và bây giờ sẽ đến phần trò chơi do bạn Châu trình bày. Trò chơi cao hút nha mọi người. Top 3 sẽ có phần thưởng của thầy nha. On top đó. Cho nên các bạn vui lòng đặt đúng tên của mình các bạn ơi. Thầy ơi, thành viên của nhóm 1 được giật top không thầy? Nếu mà thành viên nhóm 1 giật top thì bạn chơi mình à? Dạ, em xin lỗi vì em thích phần thưởng này quá. Chuyển qua cho tôi coi lại cái top đi. Mình ơi, cái code không thấy mình ơi. Châu ơi, chuyển qua lại cái rồi. Cái bạn nhập code vô nha.
20 thì chúng ta bắt đầu nha mọi người. Mình bắt đầu bây giờ nè. Ê đợi tao xíu, cái điện thoại của tao mất rồi, đợi tao một tí. Phương Huyền ơi, Phương Huyền vô được chưa? Hello, mình bắt đầu trong 5 giây nữa nha. Các bạn vô lễ nè các bạn ơi. Sau câu đầu tiên thì Bi đã đứng đầu bảng xếp hạng. Người đứng đầu sau câu số 2 chính là bạn Thu Thảo. Mình tiếp tục qua câu số 3. Thu Thảo vẫn giữ vị trí của mình.
Kim Đài đã đang giữ vị trí đầu tiên. Còn hai câu nữa thôi mọi người ơi. Và Phát đã cướp vị trí của Kim Đài. Còn một câu cuối cùng. Chỉ ba người đúng câu này. Và chúng ta sẽ xem kết quả. Đứng thứ ba chính là bạn Phát. Thứ hai là Thu Thảo. Và thứ nhất chính là Kim Đài. Xin chúc mừng bạn Kim Đài. Rồi, thầy cảm ơn nhóm đầu tiên ạ. Cảm ơn đầu tiên và ba bạn tham gia cao hút tích cực và tất nhiên là phải lắng nghe rất là kỹ thì mới có thể trả lời được. Đó là Pháp, Thu Thảo và Kim Đài. Top 3 cao hút của các nhóm thầy sẽ cộng điểm nhé các bạn. Trước khi nhận xét đến cái bài nội dung và cách thức trình bày của nhóm đầu tiên, thầy muốn các bạn, chủ đề này rất là thú vị liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Bạn có góp ý hay muốn trao đổi gì với nhóm không? Các bạn nghiên cứu mấy tuần vừa rồi là chuyên gia trong lĩnh vực nhận thức rồi đấy. Thì phần trò chơi cũng là lời kết của bài thuyết trình của nhóm mình. Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ để lại nha. Alo. Các bạn có câu hỏi nào dành cho nhóm không? Dạ không thầy ơi. Chủ đề nhận thức, những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và nhóm cũng có trình bày cho chúng ta liên quan đến những rào cản. Chẳng hạn một những rào cản rất là quan trọng đó là nhận thức có chọn lọc. Ví dụ như bạn xem live stream không? Bạn đứng về phe nào? Thì bạn sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ tìm mọi cái dẫn chứng để ủng hộ cái quan điểm của phe đó. Và hai phe chúng ta thấy là nhìn theo hai hướng khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta là người ngoài cuộc, chúng ta thấy rằng phe nào cũng đang đưa ra những cái lý luận để bảo vệ quan điểm của nhóm mình. Bất kể là nhóm kia có đưa ra bằng chứng nào để phản đối,
thì nhóm này cũng sẽ có những minh chứng phù hợp để làm sao ạ, để ủng hộ quan điểm. Ví dụ như livestream trên mạng xã hội liên quan đến các nghệ sĩ để làm từ thiện, thì nếu mà bạn ủng hộ cái quan điểm rằng nghệ sĩ có cái gì đó tư túi cái đó, thế thì bạn sẽ tìm mọi cái minh chứng để chứng minh rằng đúng là có tư túi. Nhưng nếu như bạn cho rằng nghệ sĩ là họ làm việc trong sáng, nỗ lực, nhiệt tình gì đó, thế thì bạn sẽ tìm mọi cái để mà để mà bảo vệ nghệ sĩ. Người ta cho rằng nghệ sĩ không phải là người làm chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực từ thiện, do đó chứng từ đối với họ thì là một cái vấn đề khác. Chúng ta đã đòi hỏi tốc độ nhanh này, mọi người được hỗ trợ kịp thời này, bây giờ chúng ta lại đòi hỏi tiếp tục đến cái yêu cầu là phải có đầy đủ chứng từ. Yêu cầu của bạn đâu có sai đâu. Giống như bạn là khách hàng, là thượng đế, khi bạn là người đi mua xe hơi ấy, bạn yêu cầu là hãng xe hơi phải giới thiệu cho tôi một chiếc xe làm thế nào đó để nó đi tiết kiệm nhiên liệu này, 2 năm sau mà tôi muốn sang nhượng thì nó không mất giá nhiều này, nó an toàn này, đó là hoàn toàn chính đáng theo yêu cầu của bạn. Thế là họ đưa ra cái option giới thiệu cho bạn cái xe Toyota có giá khoảng 1.2 tỷ chẳng hạn, anh yên tâm đi 2 năm bán vẫn được 1 tỷ, mất giá ít lắm, an toàn và 6 túi khí nhá, kích thước thì cũng rất là phù hợp cho gia đình 4 người của nhà anh. Nhưng kết quả cuối cùng là mình lại đưa ra yêu cầu là cái xe hơi đó thì tôi thấy là những điều kiện ban đầu là ok đấy, nhưng bây giờ trong túi tôi chỉ có 600 triệu thôi, bây giờ anh giới thiệu cho tôi cái nào nó vừa tốt vừa bền, không mất giá, sang trọng nhưng mà phải vừa túi tiền nữa. Thì quyền là quyền của bạn, đúng không? Vậy bạn là người mua mà, bạn có quyền yêu cầu. Nhưng rõ ràng là chúng ta đòi hỏi những cái yêu cầu mà đôi khi nó ở mức độ tương đối thôi, chứ còn tuyệt đối quá thì bạn muốn sang nhượng, bạn muốn nó rẻ tiền mà bạn lại đòi hỏi như một chiếc siêu xe hoặc là một cái xe ở đẳng cấp cao hơn hẳn chẳng hạn, sang trọng này kia. Đôi khi nha, đôi khi cái giá tiền mắc nó mới thể hiện sự sang trọng thì sao? Tôi không cần biết cái xe này là của nhà nào sản xuất, đúng không? Đến từ quốc gia nào. Nhưng chỉ cần tôi nghe cái giá của nó 5 tỷ đồng, tôi có cảm nhận nó là xe sang. Mới đầu tôi nhìn nó cũng xấu xấu, nhưng sau khi mà anh giới thiệu nó 8 tỷ chẳng hạn, thì tôi bảo xe này xe sang, xe xịn, nhiều tiền, sang trọng đó. Nhưng nếu mà anh mua 600 triệu, tôi thấy nó rất là đẹp, nhưng khi anh giới thiệu tôi là xe này 600 triệu, tự nhiên tôi lại nhìn vào những cái điểm hạn chế của chiếc xe này. Cho nên nếu mà bạn yêu cầu sang trọng, quý phái, nhưng lại giá tiền lại rẻ, thì có thể trong chính cái yêu cầu của bạn nó đã mâu thuẫn nhau rồi. Những nhà sản xuất nó khó lòng đáp ứng lắm. Tại vì ở bên ngoài, đôi khi người ta đánh giá là cái giá tiền mắc ấy, nó mới là sang trọng. Thì bây giờ bạn muốn mua rẻ lại muốn sang trọng, thế thì xung đột rồi. Cũng giống như là một nghệ sĩ, bạn yêu cầu là phải giúp đỡ kịp thời nha. Người ta bảo là cứu đói như là cứu gì đó, như là cứu hỏa ấy. Người ta đang đói để người ta 3-4 ngày lên phường, trên xã để ký nhận giấy tờ. Khi nào nước này, nó rút rồi bắt đầu lên phường thì tôi cấp cho anh 1 triệu đồng. Thế thì có khi nhiều người ta chết đói rồi. Bây giờ tôi đi thuyền và tôi hỗ trợ. Anh đã yêu cầu là tôi phải có văn bản chứng từ, phải yêu cầu là phải làm việc với chính quyền, yêu cầu là người ta nhận thùng mì gói của tôi là người ta phải ký tên để sau này tôi minh bạch với. Thì rõ ràng là chúng ta đang tiêu chuẩn kép, đúng không? Nhưng đó là quyền của bạn. Nếu bạn đứng về phía bên nào, quan điểm nào thì bạn sẽ tìm bằng chứng. Ví dụ như là bạn bảo là tiền này là tiền của bá tánh mà, tại sao Thủy Tiên lại đứng tên của Thủy Tiên ủng hộ. Thế là bạn sẽ tìm một cách rất là chi tiết trên mạng xem có cái nào mà địa phương nói rằng cảm ơn Thủy Tiên vì đã tài trợ. Bạn sẽ nói rằng đây là tiền của người khác mà sao Thủy Tiên lại đứng tên mình. Nhưng nếu mà bạn ủng hộ nghệ sĩ thì bạn lại tìm một đoạn clip mà nghệ sĩ nói rằng đây là tiền của mọi người đang ủng hộ Thủy Tiên, cho nên Thủy Tiên mới đại diện thôi ạ. Chỉ còn cảm ơn là cảm ơn mọi mạnh thường quân. Nhưng nếu mà chúng ta ủng hộ nghệ sĩ thì chúng ta lại tìm đoạn clip như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không ủng hộ thì chúng ta lại tìm đoạn clip nói rằng đây này, địa phương là cảm ơn Thủy Tiên chứ không phải là cảm ơn Mạnh Thường Quân, bởi vì cô ấy đang lấy tiền của bá tánh để sau đó đứng tên mình. Thì cái phần trình bày của nhóm liên quan đến nhận thức có chọn lọc đấy. Bạn sẽ làm gì ạ? Tìm những minh chứng để ủng hộ quan điểm của mình. Nhận thức có chọn lọc. Phần trình bày của Duyên đấy, đúng không? Rồi tiếp tục. Đây là phần thành nghĩa là nội dung kiến thức nhiều, rất nhiều, là phần trình bày của Hưng liên quan đến khái niệm, liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức, liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức. Anh nghĩ đây là một nội dung rất là thú vị.
nha. Ở trước khi vào lược khảo lại một số điểm chính á, nếu không có bạn nào có câu hỏi thì thầy nhận xét một chút. À, Thanh có câu hỏi phải không em? Không hẳn là câu hỏi, cái vấn đề mà em đang quan tâm thì em có đọc một bài nghiên cứu về hiệu ứng Pygmalion đó thầy. Thì trong cái bài nghiên cứu đó là một ông sếp, nếu như mà có hai người nhân viên là người A và người B, thì nếu như mà người sếp này nghĩ là người A giỏi hơn người B thì có, thì cái người A sẽ ngày càng được ông sếp tin tưởng và ra sức làm việc, trong khi đó người B sẽ ngày càng nhụt chí và chán nản công việc. Vậy thì em muốn hỏi là cái sự kỳ vọng có ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc của người nhân viên không? Người Việt Nam có một câu rất là hay là Thanh, cảm ơn câu hỏi của em. Người Việt Nam có một câu là cầu được ước thấy đó Thanh. Ở góc độ tích cực thì chúng ta thấy câu này rất là tuyệt vời, nhưng ở góc độ tiêu cực thì người ta sẽ bảo làm gì có chuyện. Chiều nay Thanh cầu chúng vé số Vietlott 50 tỷ được không? Gì có chuyện. Nhưng cầu được ước thấy ở góc độ nhận thức như thế này Thanh, nó liên quan đến khi bạn hướng về cái mục tiêu nào thì thường em sẽ đầu tư nỗ lực hết sức để em đạt được cái mục tiêu đó. Có nghĩa là em dùng toàn bộ nguồn lực của em để em đáp ứng. Trước hết là em phải gieo cái hạt đã. Tất nhiên là muốn trúng vé số thì em phải mua vé số đã. Nhưng mình không đề cập đến vấn đề mà tỷ lệ xác suất nó quá thấp như là mua vé số. Chẳng hạn như là Thanh là một học sinh khá là nhút nhát ở bậc phổ thông đi ạ. Nhưng lên đại học khi Thanh nhìn thấy các bạn rất là tự tin khi trình bày, Thanh nhìn thấy câu lạc bộ đội nhóm phát triển rất là tốt và hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên. Thế là trong đầu Thanh ấp ủ một cái mong ước rằng một ngày nào đó em sẽ là chủ nhiệm một câu lạc bộ nào đó của UH. Em có thể đứng trên diễn thuyết trước lớp 30 người, rồi tiếp tục đến trước một cái khối 200 người, rồi tiếp tục trong cái buổi tốt nghiệp chẳng hạn 450 sinh viên. Tức là level của em hàng ngày nó đặt ra những cái thách thức như vậy. Và khi nó có những thách thức như vậy thì em tìm kiếm những con đường để làm thế nào để Thanh có thể tự nhiên nói trước 30 người trước đã. Vậy thì để chuẩn bị tốt, Thanh bắt đầu làm sao ạ? Thu thập nhiều tài liệu, đứng trước gương, rồi nói trước một nhóm 5 người và mong các bạn góp ý chẳng hạn. Thế là theo thời gian, Thanh bắt đầu đứng trước đám đông, bắt đầu nói một cách tự tin hơn. Thì nó liên quan đến cầu được ước thấy đó. Khi em cầu về một điều gì đó, có nghĩa là em sẽ dồn toàn bộ tâm sức của em, nỗ lực của em để em đạt được cái đó. Cho nên sớm hay muộn thì mục tiêu đó sẽ đạt được. Thì người Việt Nam có công là cầu được ước thấy. Chứ không phải chúng ta ở nhà chúng ta bảo em cầu thi qua môn hành vi rồi không đi học, rồi thắp ba nén nhang rất là thành tâm đứng cúng vái gì đó trước bàn thờ. Không có thần linh nào hỗ trợ các bạn hết ạ. Người hỗ trợ các bạn chính là các bạn. Khi các bạn mong ước đạt được một điều gì đó, chúng ta hãy gieo cái hạt đó và tạo cái môi trường cho cái hạt đó nảy nở thì nó sẽ thành công. Chứ còn nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ chúng ta cầu, chẳng hạn cầu trúng vé số thì mà không mua vé số thì sao trúng? Rồi thứ hai là chúng ta không hiểu được cái quy luật muốn trúng vé số phải như thế nào, xác suất nó thấp như thế nào. Chúng ta phải chấp nhận thực tế để đạt được trong một cái công việc mà xác suất nó có thể tương đối cao một chút xíu. Chứ còn xác suất trúng vé số giống như là bạn đang ngồi trong phòng học mà bị sét đánh ấy, nó thấp đến mức như vậy là 1/1000000. Bởi vì 1 triệu cái tờ vé số mới có trúng có một số à, giải độc đắc nha. Thì xác suất nó khác gì chúng ta ngồi trong nhà bị sét đánh. Dạ. Ngồi trong nhà thì an toàn quá, rồi xét đánh thì xác suất nó quá thấp. Nha. Nên là chúng ta bảo là em cầu trúng vé số, tại sao không trúng? Tại sao thầy nói là cầu được ước thấy? Liên quan đến hiệu ứng mà nhóm mới trình bày đấy, Pygmalion đó. Đây là một hiệu ứng rõ ràng là ông ấy đang tạo cái môi trường cho chúng ta. Câu hỏi của Thanh là ông ấy đang tạo cái môi trường cho người này hỗ trợ phát triển. Thì có cái sự mất công bằng hay không? Thì là một người nhân viên tương lai, bạn thấy được rằng tại sao họ thích mình hoặc là tại sao họ không thích mình, thì mình phải đặt ra những bối cảnh, và khi họ thích mình thì phải có những yếu tố gì đó phù hợp, mình phải chuẩn bị những cái gì. Rõ ràng là vì người ta thích cái anh nhân viên đó cho nên anh ta mới thành công, đúng rồi. Nhưng tại sao anh ta lại được thích mà mình lại không được thích? Có thể là anh ta đã vào một cái môi trường phù hợp, anh ta đã tạo ra những cái kỹ năng gì đó mà sếp thích chẳng hạn. Ví dụ như anh ta thích chơi đá banh và sếp cũng thích chơi đá banh, và đó không phải là một sự ngẫu nhiên mà anh ta đã tìm hiểu rằng công ty này này có một đội bóng này rất là mạnh này, mình đã thích chơi đá banh, vậy vào trong cái môi trường này cuối tuần mình đi chơi với anh chị em thì hợp biết mấy. Và có thể chính anh ta đã gieo những cái hạt mầm phù hợp với cái môi trường tổ chức đó. Chúng ta nhìn thấy bất công cũng có thể, nhưng cái sự công bằng tuyệt đối là không bao giờ có. Cho nên chúng ta hiểu rằng muốn sự bình đẳng
thì mỗi chúng ta phải nỗ lực tạo ra cái môi trường bình đẳng nhé. À, nhóm của mình cũng có chiếu cái hội ứng 3 million đó. À, thầy nghĩ đây là một cái bài rất là hay, có thể ít nữa là bài cá nhân thầy sẽ cho viết về cái này để chúng ta tìm hiểu thêm. À, với những tài liệu, với những tình huống mà em đã đọc với Thanh, em có thể chia sẻ hơn về nội dung đó không? À, dạ. Dạ, em đọc trên một cái page về tâm lý học, em gửi link cho mấy bạn cùng đọc với em luôn. Em đã thấy những cái gì từ những bài đó? Em rút ra gì được cho kinh nghiệm của bản thân mình? À, lúc em đọc cái bài đó thì em có một cái câu mà em rất là tâm đắc, đó là cái là sự kỳ vọng của mình đối với người khác hay là của mình đối với bản thân mình thì nó sẽ luôn tạo ra một cái tác động tích cực cho thế giới này. Cái rút ra được của một cái tác giả cái bài đó. Dạ, yeah. Ok. Nó kỳ vọng đó, nó cũng là một cái mục tiêu thách thức của chúng ta. À, chẳng hạn chúng ta muốn mình là ai sau 5 năm nữa, thì thông thường khi mình muốn là một doanh nhân thì mình phải tìm hiểu xem ông doanh nhân, ông ấy cần phải có những kiến thức, kỹ năng như thế nào. Và từ cái yếu tố đó phát triển ra. Và chúng ta lại hiểu giống như bạn Phát nói rằng em học ở trường kinh tế, một trong những giá trị mang lại mà em mong muốn đạt được đó là một quan hệ. Vậy thì muốn làm một doanh nhân chúng ta không thể đi một mình, thiết lập mối quan hệ ở môi trường đại học cũng có thể là một cách, một cái bước đệm để chúng ta trở thành doanh nhân trong tương lai. Khi có khó khăn gì đó chúng ta alo cho ai đó hỗ trợ chúng ta. 30 con người này học chung một lớp, ngành của chúng ta là ngành kinh doanh, là ngành quản trị, tuy nhiên khi ra trường thì mỗi người sẽ làm một lĩnh. Bạn với một sự nỗ lực ở bậc đại học, một người bạn rất là chân thành, thì khi bạn alo một cái là tôi hỗ trợ bạn hết mình. Vậy thì đôi khi chúng ta phải gieo hạt hàng ngày hàng ngày. Chúng ta phải tạo sự tin tưởng cho người khác. Thì cái sự kỳ vọng của chúng ta về tương lai ấy, nó sẽ có cơ sở hơn là việc mà chúng ta ngồi một chỗ chúng ta cầu, chúng ta khấn thần linh nào xuất hiện. Thực tế là chúng ta phải hết sức là khoa học trên các cái giả định của bản thân mình. Tại sao người ta đạt được, mình không đạt được? Mình đừng đưa thần linh vô đó. Nha. Chúng ta phải chuẩn bị cái bối cảnh để điều đó xảy ra. Chứ thầy nghĩ chẳng có thần linh nào xuất hiện để hỗ trợ chúng ta hết á. Thần linh là trong con người của chúng ta. Hoặc là hôm vừa rồi thầy có nói chuyện với một sư thầy ở ngôi chùa ấy. Thầy cứ nói là lên chùa là cầu khấn này kia. Thực ra thì ông sư thầy nói là không phải. Nhá. Phật ở đâu? Phật ở trong con người của chúng ta. Chúng ta thành tâm, chúng ta nói chung là chúng ta nghĩ tốt á, thì Phật nó sẽ xuất hiện trong người chúng ta. Chứ chẳng có lực lượng siêu nhiên nào cả. Chẳng có thần Phật nào ăn gà, ăn tiền của các bạn ở trên chùa được hết á. Cái đó hoàn toàn là chúng ta mang lại sự thanh thản cho chính bản thân mình. Thế thôi. Chứ làm gì có thần linh nào hỗ trợ chúng ta đâu. Yeah. Nếu có một vị thần hay nếu có vị thánh nào thì đó chính là cha mẹ chúng ta thôi. Nếu chúng ta bảo là mình cứ gian ác rồi lên chùa để cầu khấn thế này, cái điều đó không thay đổi được. Phật ở trong lòng chúng ta. Yeah. Cũng giống như em liên quan đến hội chứng Pavilion á. Thì liên quan đến cái kỳ vọng của chúng ta, nó sẽ thành sự thật khi ta nỗ lực đủ lớn nhé. Yeah. Em có thể chia sẻ cái bài em đọc với mọi người để thầy trò mình có thể quay trở lại một cái chủ đề bình luận về cái hiệu ứng đó nhé. Yeah. Liên quan đến bài thuyết trình, còn câu hỏi gì ông Thanh? Kế nhà thầy nó có cái hoạt động hơi ồn. Đấy. Về bài thuyết trình của nhóm mình, ai là nhóm trưởng với Minh? Dạ là em ạ. Minh à? Rồi. Dạ. Nhóm mình là có 4/6 thành viên. À, tính cả Châu nữa đúng không? Là 5/6 thành viên tham gia bài thuyết trình. Mình có một thành viên như không tham gia thuyết trình đúng không nhỉ? Thầy có thấy là Hưng này, Đức Minh này, Mỹ Duyên này, Tiên này với Châu thì tham gia Kahoot, còn một bạn nữa như không tham gia vào bài thuyết trình. Dạ, còn một bạn nữa là bạn Hào, và bạn có tham gia, bạn là phần cuối á, phần ứng dụng lối tắt trong tổ chức á. Và có trình bày cái hiệu ứng Pygmalion. À, Pygmalion hơi ngắn rồi, ok. Rồi. Vậy là nhóm của chúng ta có sự tham gia của toàn bộ các thành viên. Dạ. À, ok. Đây là một điểm cộng. Dạ.
Cảm ơn. Rồi, thứ hai nữa là tài liệu các bạn gửi thì các bạn đó gửi cho thầy theo thời gian cũng đạt yêu cầu là trước một ngày 24 giờ, các bạn gửi cho thầy từ ngày nói chung là trên 24 giờ. Thầy có xem và phản hồi ngày hôm qua về thời gian là gửi ok. Về tài liệu, file các bạn gửi thì nó thiếu cái file kịch bản thôi ạ. Tức là thầy muốn biết được rằng trong cái 40 phút các bạn phân vai rồi trình bày ra làm sao, thì các nhóm lưu ý về sau nhé, nhóm 2, 3, 4, 5 á, mình có cái kịch bản để thầy biết được rằng bài này thuyết trình bị trục trặc là do ai. Chẳng hạn như hôm nay nhóm mình đã sử dụng quá quỹ thời gian cho phép. Chúng ta có thời gian tổng cộng là 40 phút phải không nhỉ? Dạ, thầy quyết định là 40. Dạ cái file kịch bản em có gửi cho thầy, bổ sung cho thầy rồi á. À thầy không xem cũng bổ sung. Rồi. 50 phút là 40 phút là thuyết trình đúng không em? Dạ, 40 phút thuyết trình. Và 10 phút là ca hút đúng không? Dạ. Nhưng mà phần thuyết trình của nhóm em là không phải 40 phút. Lố khá nhiều. Phần của nhóm em là lố khá nhiều cái phần thuyết trình ạ. Nha. Yeah. À, thì lưu ý là kiểm soát. Tất nhiên là chúng ta online thì nó không tránh khỏi một số tình huống khách quan. Chẳng hạn như là nó bị trục trặc. Nhưng mà các nhóm sau rút kinh nghiệm, nếu mà người trình chiếu slide mà bị trục trặc chẳng hạn, thế thì mình phải có người nào sẵn sàng chia sẻ cái màn hình của mình. Chúng ta phải có phương án backup nhé. Ví dụ như ngày hôm nay em phụ trách cái việc trình chiếu đi. Thế thì phải cho một bạn backup. Nếu trong trường hợp mạng như mình đột ngột nó bị trục trặc, thế đi người khác. Chứ không thì các bạn đợi bạn đó quay trở lại là mình mất 5-7 phút rồi. Nhá. Nhóm cũng có sự hài hước nhất định khi trình bày. Đây là một đặc tính rất là hay và thu hút mọi người. Thầy nghĩ đấy là điểm cộng. Yeah. Còn một số điểm chúng ta có thể hoàn thiện hơn. Chẳng hạn như là khi chúng ta làm nhiều thì nó trở thành kỹ năng các bạn ạ. Cho nên nếu ngày hôm nay mình thuyết trình chưa tốt thì mình phải hiểu đó là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta hoàn thiện trong thời gian tới. Ví dụ như chúng ta có một phần nội dung rất là nhiều ở phần trình bày đầu tiên của Hưng á. Hưng á. Thầy nghĩ là Hưng sẽ có một cơ hội phát triển trong tương lai. Em cố gắng ngoài cái việc mà em thuộc bài ra thì cái việc trình bày ấy, nó đòi hỏi là nó phải có ngôn ngữ cơ thể một chút xíu. Chẳng hạn như điểm nhấn, một số ví dụ, cách kết nối ra làm sao, thay vì việc mình chỉ trình bày một cách đơn thuần giống như đọc vậy. Hưng à, phần của em là rất là thú vị, liên quan đến khái niệm, liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức. Về mặt lý thuyết là phần của em là quan trọng nhất của cái bài này đó. Thì phần thuyết trình thì tất nhiên là em đọc nội dung chính thì ok, nhưng yêu cầu của thuyết trình là ngoài cái trình bày thì nó phải thuyết phục người khác. Nên là thầy muốn là khi mà em trình bày nó phải có một cái phong thái hay gì đó nhá. Ngoài cái việc đọc ra thì nó phải có cái sự tương tác nhất định. Chẳng hạn như một điểm nhấn nào đó em dừng lại thì em bất ngờ em hỏi quan điểm của Thanh về vấn đề này như thế nào chẳng hạn. Em có thể thu hút hoặc là em quan điểm của Thảo về vấn đề này như thế nào. Thì trong những cái ví dụ đó cố gắng em lôi kéo những người khác vô. Để một quá trình thuyết trình của em là hơn 10 phút hay khoảng 15 phút đó, nó phải có tương tác nhá. Rồi nhóm cũng rất là hay là có một số đoạn clip. Nhưng mình phải nhớ là đoạn clip khi em chiếu lên trước màn hình các bạn, có bạn đang học bằng điện thoại thì chữ của nó, cái subtitle nó rất là nhỏ nhá. Thì mình có thể hỗ trợ bằng cách mình tóm tắt lại, chứ đừng có để các bạn hỏi là mình không hiểu rồi mình mới tóm tắt. Mình phải chủ động cái đó. Tại mình em hiểu là cái chữ nó sẽ xuất hiện rất là nhỏ, nhiều khi đọc không có được. Chưa tính đến cái chất lượng của đường truyền không phải nó ổn định thường xuyên nhá. Đây là giúp kinh nghiệm. Còn về mạng nó chập chờn thì chất lượng nó cũng bị ảnh hưởng. Nên là cái đó là thôi coi như là khách quan đi. À, chứ còn nếu mà trình bày off á, thì sẽ có nhiều cái nhận xét hơn và đánh giá chính xác hơn. Còn bây giờ thì đôi khi thầy nghĩ là do chất lượng đường truyền. À. Nhưng mà thầy nghĩ rằng chẳng hạn như phần của Hưng em hoàn toàn có thể hoàn thiện hơn. Yeah, em có thể hoàn thiện hơn. Rồi, liên quan đến cái phần rào cản của nhận thức.
Dạ thầy chưa mở mic thầy ơi. Ok. Tại vừa rồi có cái tiếng ồn của nhà hàng xóm thì nghĩa là thầy cắt mic. Dạ. À, liên quan đến phần nhận thức. Nhận thức. À. Thầy có một số bức hình cho các bạn thấy là giống như phần trình bày của Duyên đó. Rào cản của nhận thức. À. À, chẳng hạn ba người lính bạn nhìn thấy đúng không? Trong ba người lính này theo bạn người nào cao nhất? Ồ, thầy có đang xem màn hình không vậy? Thầy xin lỗi chắc lại không đang xem màn hình nhỉ? À, thấy chưa em? Dạ thấy rồi. Rồi, trong ba người lính này theo em ông nào cao nhất? Ngoài cùng bên anh nghĩ là cả ba cao bằng nhau nhưng mà do góc thì mình thấy ông ngoài cùng bên phải cao nhất. Bây giờ chúng ta sử dụng cái công cụ mình có trong tay á, à, chẳng hạn như cái viết được cái thước cái chính cái điện thoại cũng được, bạn đưa bạn in vào cái màn hình này bạn thử xem ba ông này cao bằng nhau hay khác nhau. Mình thử đo thầy xem nào. Khác nhau hay giống nhau em? Dạ, em nghĩ là do cái góc nhìn thôi thầy, chứ thật ra ba ông này cao bằng nhau. Đúng rồi, nhưng mà mới nhìn lướt qua thì khó lòng có thể nói rằng ông đầu tiên và ông cuối cùng là bằng nhau, đúng không ạ? Ta nhìn thấy ông trong cùng, ông ấy cao lừng lững thế kia, trong khi ông ngoài nhỏ xíu như này. Thực tế bạn đo nhé, ba ông này hoàn toàn bằng nhau, là một ông nữa. Nhưng tại sao nhìn ông ngoài cùng lại lớn hơn? Liên quan đến cái tương quan vật nền ấy. À, tương quan vật nền. Vậy thì tương quan vật nền nó có ảnh hưởng không? Nó có. Giống như một cô gái nhờ người bạn mình chụp bức hình đấy các bạn. Sau khi chụp đưa lên mạng Facebook ai cũng khen đẹp, đặc biệt là liên quan đến cái chiều cao bất ngờ. Thì hóa ra là gì ạ? Hóa ra là cái trang phục cô ấy mặc và cái người bạn mình chụp rất là có tâm. Với những người chiều cao hạn chế thì ống kính nó phải làm sao, đặt như thế nào các bạn? Đặt như thế nào để bạn mình nói là chụp có tâm? Từ dưới hướng lên. À đúng rồi, đặt từ dưới lên. Chứ bạn mình mà chiều cao hạn chế mà mình lại chụp từ trên xuống thì tự nhiên làm sao nó bị zoom lại, nó sẽ trông nó ngắn hơn, thấp hơn nhá. Hoặc là cái liên quan đến lĩnh vực thời trang đó các bạn, những cái nhà tư vấn về thiết kế thời trang gì đó, họ sẽ tư vấn cho chúng ta nếu mà chúng ta hơi mập thì trang phục của chúng ta không nên có kẻ ngang, đúng không? Không nên có cái màu nó quá sáng để lộ ra những cái điểm nhược điểm của cơ thể, mà chúng ta có thể mặc trang phục nó hơi tối màu một chút xíu. Nếu mà chúng ta hơi mập thì tốt nhất là mặc đồ nó có sọc kẻ, đúng không? Kẻ nhỏ nhỏ một chút. À. Nhưng nếu chúng ta ốm quá thì sao? Cao mà ốm thì rõ ràng là một cái bộ trang phục mà mặc áo kẻ sọc thì nó khiến cơ thể của chúng ta là càng cao và càng ốm hơn. Cho nên nó có xu hướng là mặc những đồ kẻ nhưng mà kẻ ngang, đúng không? À. Kẻ ngang và hơi sáng màu một chút xíu, nó ngược lại với người mập. À, thì nó có thể tương quan vật nền, bạn nhìn thấy không? Ông trong cùng bỗng nhiên nhìn cao bởi vì cái vật nền đằng sau á đang đẩy chiều cao của ông ấy lên. À, bạn đi về quê, đặc biệt là khu vực miền Trung có rất nhiều núi ấy các bạn. Bạn nhìn những ngôi nhà ở chân núi nó làm sao, quy mô nó làm sao, các bạn nhìn từ xa nó thế nào các bạn? Sao nó nhỏ xíu à? Sao ở quê thì sao nhà xây nhỏ vậy? Nhưng lạ kỳ là khi bạn đến lại gần và đặc biệt bạn vào ngôi nhà thì bạn thấy ôi chiều cao nó chả kém gì ở các tỉnh khác đồng bằng. Nhưng mà tại sao khi nhìn từ xa thì chúng ta nhìn ngôi nhà nó nhỏ xíu à? Hoặc là bạn đi chơi ở Tây Ninh thì bạn thấy không? Đi núi Bà Đen ấy, nó có một số công trình xây dựng của các công ty du lịch ở chân núi ấy. Nó nhìn từ xa nó cao lên 6-7 lầu, thế mà không hiểu sao nhìn nó nhỏ tí này. Nhưng mà khi chạy xe gần thì chúng ta thấy đây là một công trình xây dựng với quy mô và kích thước hoàn toàn như ở các tỉnh đồng bằng. Nhưng mà khi nhìn vào nó ta nhìn nhỏ vì đằng sau nó là một ngọn núi lừng lững đằng sau à. Ta so ấy còn là trước con người ta nhìn như vậy đó. Ví dụ như là mình mà thấp mà đi với người quá cao ấy, nhìn nó dội ngay nhỉ. À, tiếp tục, bạn nhìn cái cổng này, theo bạn ấy trụ cổng nó hình tròn hay hình vuông? Cổng này trụ tròn hay trụ vuông các bạn? Trụ
Sao có lúc em nhìn ra tròn, có lúc em nhìn ra vuông? Mới nhìn vào thì em thấy là vuông nhưng nhìn kỹ lại là tròn. Ừ. Cái này nhẹ là ở dưới tròn, ở trên vuông thầy. Ok, nó liên quan đến ở ngoài đời chắc sẽ không thể xây được cái cổng như thế này, đúng không? Bởi vì nhìn từ dưới lên thì nó lại tròn, nhìn trên xuống thì nó lại vuông. Chúng ta bảo trong thực tiễn thì không có. Theo bạn thì hai ông này đang đi trên một cầu thang đi lên hay đi xuống? Hai ông đó cùng đặt chân lên một bậc cầu thang các bạn. Ông mập ở bên ngoài, ở bên trong đi kìa, còn ông ốm ở bên ngoài. Đây là cầu thang đi lên hay đi xuống? Cái này cũng dễ giống hồi nãy luôn thầy, một bên đi lên một bên đi xuống thầy. Hai người cùng đi lên. Em thấy không? Hai người cùng đặt chân trên một cái bậc kia. Dạ, nhưng mà một bên là cái bậc đang hướng xuống, một bên là bậc đang hướng lên thầy. Rồi. Cầu thang này trong thực tiễn cũng không thể có, đúng không? Nhưng mà có khi nào chúng ta lại hiểu vấn đề giống như đi lên và đi xuống này không? Tức là cùng một vấn đề á. Dạ em nghĩ là có. Rồi. Chẳng hạn như là cùng một hành động, có người nghĩ là tốt, có người là xấu. Tùy góc nhìn của mỗi người. Tùy góc nhìn đúng không ạ? Chẳng hạn câu chuyện từ thiện nó cũng vậy đấy các bạn. Người nào mà cho rằng nghệ sĩ làm việc đó là từ tâm chẳng hạn. Thì hành vi đó là tốt, còn ai đó bảo là kêu gọi để trục lợi thì đó là hành vi xấu. Rồi. Thôi thế này đi ạ. Ông hàng xóm ngày hôm nay không biết đến giờ này ông làm cái gì nữa. Các bạn có thấy ồn không? Alo. Lâu lâu nó mới ồn. Tắt mic đi. Em nghĩ là thầy dùng headphone nó đỡ hơn ấy. Xem. Nó cũng ổn. Nó ổn đúng không? Thôi thế này ạ. Buổi này ta có một cái nhóm trình bày nội dung về nhận thức khá là tốt rồi. Để hôm sau thầy sẽ review lại trong cái phần ôn tập cái phần này một chút nữa nha. Nay ta cảm ơn cái nhóm số 1 thời gian trình bày chuẩn bị cũng khá là gấp gáp, nhưng có một bài trình bày thầy nghĩ là chất lượng là đạt yêu cầu, và hy vọng các nhóm về sau cũng vậy. Trên tinh thần của nhóm 1, chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, chúng ta sẽ có bài thuyết trình thật là hấp dẫn cho lớp. Thì đối với phần nhận thức, thầy nghĩ đây là một chủ đề rất là hay nhá. Nó sẽ có những câu hỏi thảo luận trong buổi tới hoặc là trong bài kiểm tra, ta sẽ quay trở lại chủ đề này. Rồi, chắc là buổi sáng nay ta nghỉ ở đây ha. Một lần nữa là cảm ơn nhóm số 1, nhóm đã trình bày chủ đề nhận thức. Buổi sau ta sẽ nhắc lại chủ đề này một chút nha. Alo, được không các bạn? Được. Buổi sau ta sẽ có ca sĩ Ngọc Long lên sóng à. Và nếu như mà buổi sau mà Thanh Vân chẳng hạn, sau bài duyên phận thì có thể em hát một cái bài gì sau duyên phận thì thường đến bài gì hả Vân? Trong đám cưới thầy thấy người ta hay hát bài gì vậy em? Mời chầu. Mời chầu à? Em có hát được bài đó không? Bài đó khó. Bài gì nghe lão quá vậy? Lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái. Hết duyên phận thì đến lâu đài tình ái. Có duyên có phận luôn. Trong Ngọc cũng vậy ha. Buổi sau chắc em đi đúng giờ, cho nên là phần thưởng của em có thể là lên sóng nhé. Nhưng mà chắc chắn chúng ta có ca sĩ Ngọc Long rồi. Ca sĩ Ngọc Long đã rút rồi đúng không? Thầy thấy Ngọc Long ra ngoài rồi mà phải không? Chính xác luôn. Rồi. Ok. Rồi. Tuần sau ta gặp lại. Hình như chúng ta có tuần nào đó học 2 buổi phải không các bạn? Tuần sau học 2 buổi hay 1 buổi?
tuần sau học một buổi hay tuần okay. tuần cuối cùng mình học hai buổi à, tuần cuối cùng. Rồi. Cảm ơn các bạn, thôi tạm biệt các bạn đây nhé. Dạ em chào thầy ạ. Dạ em chào thầy ạ. Dạ em chào thầy ạ. Rồi, cảm ơn Minh.